Alo. À, hàng về rồi hả em? Tuyệt quá. Vậy là anh sẽ qua đập hộp liền. Cảm ơn em nha. Yeah. À, anh, chiếc xe mà em đặt cọc á, nó là nó nằm ở đâu anh? Dạ, đây là xe của anh đang đặt cọc ạ. À, đây là nha anh em, đây là nha anh em. Rồi, thì hôm nay Minh Baker sẽ đập hộp cực chi tiết một em chiến mã cực ngầu mang tên Honda Vario 160. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. Lần đầu tiên Honda Việt Nam ra mắt giới thiệu thì mình đã yêu thích cái thiết kế mang DNA thể thao, năng động, độc đáo, linh hoạt trên mọi cung đường của em này. Cùng với đó là động cơ ESP 4 van 160cc đầy uy lực và những tiện ích vượt trội. Nhiều đó thôi là cũng đã khiến Minh chốt đơn đặt cọc xe trong vòng tích tắc. Nếu bạn là một người hết mình với đam mê thì Vario 160 phân khối này cũng là một lựa chọn xuất sắc đó nha. Như anh em thấy ở đây, một trong những điểm ấn tượng và hay nhất của Vario 160 đó chính là sàn để chân lên đến 422mm, cực kỳ rộng rãi và thoải mái. Kể cả bạn chỉ mang em nó đi dạo phố hay là đi du lịch xa thì sàn để chân rộng như thế này không những có thể giúp bạn chở nhiều đồ hơn mà còn có thể giúp bạn ngồi với tư thế thoải mái hơn nhiều. Đây, ví dụ để cho anh em cho mình thấy ngồi nha, cực kỳ thoải mái. Đó, rộng rãi, thoải mái. Đây là người thật việc thật nha anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần hai cái bánh xe. Thì cái lớp trước á được trang bị với thông số là 180/14. Còn lớp sau được trang bị với thông số là 120/70/14. Cộng thêm đó là bộ mâm chữ Y thì Honda Vario 160 cũng nổi bật hơn với khả năng vận hành ổn định và khả năng bám đường an toàn rất là cao. Một cái điều nữa mà mình thích ở em Vario 160 này đó là hệ thống đèn LED nhìn rất là đẹp và thiết kế cực kỳ hiện đại và tinh xảo luôn. Những cái đường nét của nó rất là sắc nét anh em. Cùng với đó là tính năng đèn trước luôn sáng, giúp mình nâng cao khả năng nhận diện xe khi đi vào khu vực thiếu sáng, giúp các xe khác dễ thấy mình và tránh va chạm rất là ok nha anh em. Đồng thời cái công nghệ LED này cũng được trang bị đồng bộ cho hệ thống đèn, giúp tiết kiệm nhiên liệu và cực kỳ thu hút mọi ánh nhìn. Về màu sắc thì Vario 160 có 4 màu cho 4 phiên bản. Điểm nhấn đó chính là chữ Vario phối màu rất là đa dạng. Phiên bản thứ nhất đó là phiên bản thể thao xám bạc, mang phong cách thời thượng và thể thao. Phiên bản thứ hai đó là phiên bản đỏ đen bạc, rất là độc đáo, lần đầu tiên được Honda sử dụng trên tay ga. Phiên bản thứ ba đó là phiên bản cao cấp xanh đen bạc, cực kỳ nổi bật và tạo sự phản kích thị giác. Còn phiên bản thứ tư đó là phiên bản tiêu chuẩn đen bạc, cực kỳ huyền bí và thu hút mọi ánh nhìn. Hiện tại thì mình đang chạy thử em Vario 160 thì cảm thấy leo lên xe thì thấy ngầu liền, ngầu và đẹp và rất là thể thao luôn. Mình rất là phấn khích anh em, phấn khích và cực kỳ thích cái mẫu xe này. Để mình đi dạo thêm vài con phố nữa cho anh em ngắm xe thực tế lăn bánh ở ngoài đường. Sở hữu khối động cơ ESP 4 van thế hệ mới nhất
hiện đang được áp dụng trên các mẫu xe tay ga cao cấp của Honda Việt Nam. Vario 160 vận hành rất là êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Dung tích 160cc cũng giúp mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ vượt trội cho người lái. Cho dù là di chuyển trong thành phố hay đi xa đều bứt tốc rất là đã. Xe còn có trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước trên phiên bản thể thao và phiên bản đặc biệt, giúp ổn định cân bằng xe trong trường hợp phanh gấp khi đang ở tốc độ cao hoặc là trên đường trơn ướt. Như mình đang thử ở đây, phanh rất là mượt và ổn định, hoàn toàn là không có bị giật hay là khiến xe trượt bánh nha anh em. Đây là một cái điểm mà mình rất là thích ở em Vario 160 này đây. Đó là hộc đựng đồ rất là rộng luôn anh em. Đây, rất là rộng luôn. Có thể khi mà mình đi quay mình có thể để đồ nè ha. Rồi để bao tay nè ha, để nón bảo hiểm nè ha. Bởi vì sao nó rộng như vậy? Tại vì dung tích của cái cốp này tới 17,9 lít đó anh em. Đó, mình rất là để nhiều đồ ha. Để cả thế giới luôn. Đó, rất là đã. Anh em thấy chưa? Rồi, đóng lại. Còn một cái đặc biệt nữa đây anh em, quay cho anh em xem, là hai cái cốp đựng đồ phía trước, hai cái hộc đựng đồ đó, mình gọi là hai hộc đựng đồ phía trước. Rất là gọn và dễ thương luôn anh em. Có thể mình đựng những cái đồ lặt vặt nè. Đó, và trong đây có một cái cổng sạc điện thoại cho anh em luôn. Những anh em đi phượt xa hay là những anh em có việc gấp, mình có thể sạc trực tiếp ngay đây. Đó, đây mở ra đây sạc. Rất là tiện lợi luôn ha. Đúng là mượn những tiện ích mà Vario 160 đem lại là không thể nào mà không thể bàn cãi được. Rất là quá good luôn anh em. Không thể nào chê được anh em. Và một điều đặc biệt mà không thể thiếu trên em Vario 160 này, đó chính là hệ thống chìa khóa Smart Key rất là tiện lợi. Đây. Và đây. Với những cái thao tác đơn giản, khóa điện, mở xe, khóa cổ xe, định vị xe và kèm theo chức năng báo động tích hợp trên thiết bị điều khiển FOB, tăng sự tiện ích, an tâm cho khách hàng, khỏi sợ trộm mất xe. Nói tóm lại thì mình đã tìm hiểu kỹ lưỡng về cái em xe này và mình đã chốt em nó rồi, bởi vì mình thích em nó. Còn với anh em thì sao? Anh em hãy cho ý kiến comment bên dưới cho mình biết nha. Và nếu như nào anh em nào mà muốn trải nghiệm cái em xe này á, thì anh em hãy ra hết gần nhất nơi anh em ở, anh em có thể trải nghiệm em nó. Biết đâu được anh em lại yêu thích em nó giống mình thì sao? Thử đi nha.